rồi, về ngày về trước không? Để xếp anh hơn. Để. Có giày dây mế à? Hàng năm cũng như là điểm thứ ba và hàng năm thì các khối đều tăng lên. Để hôm nay thì có thể có thời gian đến các tổ sinh viên thủ khoa cũng như là để người dân có thể hiểu thêm về cái sinh hoạt học tập của các bạn sinh viên ở trường. Và năm 2004 chính là cái mốc của các loại tổ chức điều tra từ năm 2004 bắt đầu. Ông nói chỉ con kìa. Ô mà chỉ cà rốt bây giờ mẹ còn hơn cà rốt đấy. Mẹ cái đầu thì chậm thôi. Rốt đi, rốt chưa?